Vâng, anh Hoàng xin kính chào tất cả mọi người nhé. Nay chúng ta hãy cùng hái dâu tây. Nay chúng ta sẽ hái dâu tây để tặng cho chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3. Tất cả chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3 nha. Chưa chín lắm, có chút thường. Quả dâu hàn này xa quá. Ba chú dâu hàn ôi, quả này bị ốc sên nó ăn, còn ốc sên chết tiệt. Wow, đào nhìn này sướng mắt luôn ạ. Gần cuối vụ rồi nha mọi người, chủ yếu là dâu bi thôi, chứ cũng không có nhiều cái loại dâu loại một như là những thời gian gần những cái video clip các bạn xem. Đây nó gần cuối vụ rồi, quả nó hơi nhỏ. Quả này ăn ngọt lắm nha. Rất là ngọt. Đó, dành những quả dâu này cho những chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3. Mình sẽ tặng cho cô vợ của mình. Bạc màu. Khá là nhiều nha mọi người nhé. Trái nhỏ thôi nhưng mà nó nhiều. Số lượng thank you.
nhìn tương đối sướng đấy. Không nói được nhiều. Ừ, lỡ ngay cả quả xanh luôn này. Bứt luôn, lỡ tay. Quả này chưa chín. Đây là quả dâu niu. Quả này chắc tuần sau mới chín này. Thôi hái luôn. 8 tháng 3 hái ăn luôn. Tươi rồi rói nha mọi người. Chúng ta sẽ đi đến hái dâu nhật lùn nha mọi người nhé. Hết dâu niu rồi, hết dâu niu mới lại dâu nhật rồi, nhật noka. Giờ chúng ta sẽ đến với lại nhật lùn. Đây nhật lùn này mọi người này. Trái nhật lùn này nhìn nó xinh xinh dễ thương á, khá là dễ thương nhỉ. Đây những quả dâu dại này mọi người, sẽ hái dâu dại luôn nhé. Chín rồi này, chín đỏ lắm rồi này, đỏ như thế này mọi người. Đây dâu dại này, đó. Quả chín này, hái ăn luôn. Quả này nhìn đang sắp chín, hương hương này nhìn rất là đẹp nhé. Đấy, này hái được cả dâu dại luôn. Quả này nó chín quá, để lâu không hái nó hư ấy. Quả này chín quá luôn. Thank you.
hái dâu nhật lùn nhé. Hết rồi, kết thúc. Đây còn khá nhiều những quả dâu bướm gương nữa. Rồi, xin chào mọi người nha.